Chương trình được liên tục với tiếng đàn Hạ Quy Di đặc biệt của nhạc sĩ Thanh Kim, đã thành danh từ những thập niên 1960, từng làm sôi động làn sóng các đài phát thanh, dĩa nhựa và làm rung chuyển sân khấu cổ nhạc miền Nam. Với chuỗi âm thanh bay lượn, điêu luyện, với lối tiết tấu khoan nhập, tài hoa, tiếng đàn Hạ Quy Di của Thanh Kim sẽ làm dương vấn lâu dài trong lòng giới ngộ điệu. Mm-hmm.